Chào mừng tất cả quý bà con đã quay trở lại với kênh A Huy Vlog. Hôm nay mình sẽ tiếp tục cập nhật giá mít Thái cho bà con mình tham khảo. Bà con nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi, nắm bắt tình hình giá thường xuyên để bán cho đúng giá. Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành và ủng hộ kênh A Huy Vlog trong suốt thời gian vừa qua. Sau đây là phần báo giá mít Thái của một số khu vực trong buổi sáng hôm nay, giá được cập nhật lúc 8 giờ sáng. Theo thông tin nhận được từ anh em thương lái bà vựa, thì giá mít Thái sáng hôm nay tiếp tục bình ổn, giá ổn định, không dao động gì so với hôm qua. Bà con lưu ý, giá kênh cập nhật là giá anh em thương lái cắt tại vườn cho bà con tham khảo. Nhưng cũng còn tùy vườn, tùy lái và tuyến đường vận chuyển xa hay gần so với vựa mít mà giá có thể sẽ chênh lệch từ 1 đến 2 ngàn đồng mỗi kg so với bảng giá nghe bà con. Giá chi tiết mình sẽ ghi trên màn hình cho bà con tiện theo dõi. Mời bà con cùng xem video. Giá mít Thái tại Đồng Tháp và An Giang. Mít kem lớn 17.000 đồng trên kg. Mít kem nhì 12.000 đồng trên kg. Mít kem ba 5.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại khu vực Hậu Giang, Cần Thơ và Vĩnh Long. Mít kem lớn 16.000 đồng trên kg. Mít kem nhì 11.000 đồng trên kg. Mít kem 3 4.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại Long An. Mít kem lớn 17.000 đồng trên kg. Mít kem nhì 12.000 đồng trên kg. Mít kem 3 5.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại Tiền Giang. Mít kem lớn 18.000 đồng trên kg. Mít kem nhì 13.000 đồng trên kg. Mít kem 3 6.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại khu vực Đông Nam Bộ, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh và Bà Rịa Vũng Tàu. Mít kem lớn 8.000 đồng trên kg. Mít kem nhì 4.000 đồng trên kg. Mít kem 3 2.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại khu vực Tây Nguyên. Mít kem lớn 7.000 đồng trên kg. Mít kem nhì 4.000 đồng trên kg. Mít kem 3 2.000 đồng trên kg. Giá mít ruột đỏ sơ vàng Indo tại khu vực Tiền Giang. Mít nhất 45.000 đồng trên kg. Mít nhì 35.000 đồng trên kg. Mít 3 18.000 đồng trên kg.